Thưa quý vị, hôm 24 tháng 5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết các thành viên của Liên minh quân sự này đang chia sẻ về những việc cần làm tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới về việc Ukraine thúc đẩy gia nhập NATO. Tổng thư ký Stoltenberg hy vọng các nhà lãnh đạo NATO ít nhất sẽ nhất trí về một chương trình kéo dài nhiều năm nhằm giúp quân đội Ukraine chuyển sang sử dụng vũ khí của phương Tây. Phát biểu tại một hội nghị ở Brussels, Bỉ, ông Stoltenberg nhấn mạnh, về vấn đề có những quan điểm khác nhau trong liên minh và tất nhiên cách duy nhất để đưa ra quyết định trong NATO là thông qua sự đồng thuận. Ông cho rằng, vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ quyết định điều gì và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề tư cách thành viên như thế nào tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius Litva. Theo ông, còn quá sớm để nói về vấn đề này. Ông Stoltenberg cũng hy vọng, tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới, các nhà lãnh đạo NATO ít nhất sẽ nhất trí về một chương trình kéo dài nhiều năm nhằm giúp quân đội Ukraine chuyển sang sử dụng vũ khí của phương Tây. Cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine đang thúc đẩy Kiev chuyển sang sử dụng vũ khí tiêu chuẩn NATO khi các nước tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mặc dù cho rằng sự đảm bảo an ninh cuối cùng cho Ukraine là tư cách thành viên NATO, nhưng ông Stoltenberg khẳng định điều này sẽ không thể xảy ra trong bối cảnh xung đột ở quốc gia Đông Âu. Các đồng minh phương Tây của Ukraine đang cân nhắc có thể đưa ra các hình thức đảm bảo an ninh khác cho Ukraine để trấn an Kiev như một bước tạm thời trước khi kết nạp nước này. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, Pháp cho biết nước này đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận với Ukraine về đảm bảo an ninh trong dài hạn. Ukraine, nước đang được các quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu hỗ trợ, dự kiến sẽ đưa ra một thông điệp rõ ràng tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius của Litva vào tháng 7 tới rằng Kiev sẽ gia nhập liên minh quân sự này sau khi xung đột với Nga kết thúc. Ukraine thừa nhận sẽ không gia nhập NATO khi đang xảy ra xung đột trên lãnh thổ nước này, nhưng muốn liên minh quân sự có hành động vượt ra ngoài cam kết đưa ra năm 2008 rằng sẽ kết nạp Kiev vào một ngày nào đó. Thưa quý vị, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đồng thời là cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vừa tuyên bố đề xuất kết nạp Ukraine vào NATO là một sai lầm lớn và điều này đã dẫn tới xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Nhật báo Phố Hoa của Mỹ đăng tải vào hôm 26 tháng 5. Theo cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, nước Nga trong nhiều thế kỷ đã có được ảnh hưởng đáng kể trong vùng, nhưng quan điểm của họ về châu Âu là nước đôi khi mà một mặt Nga muốn phát triển quan hệ với châu Âu vì sự phát triển của chính mình, nhưng mặt khác Nga cũng đồng thời cảnh giác về các mối đe dọa tiềm tàng từ phương Tây. Mặc dù vậy, ông Kissinger vẫn cho những gì chính quyền Tổng thống Biden làm là giúp ngăn ngừa Nga tấn công các nước đồng minh ở châu Âu. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Garuzin khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nga TASS đã khẳng định rằng Mỹ muốn kéo dài xung đột Ukraine càng lâu càng tốt và thậm chí khiến cho nó trở nên đẫm máu hơn. Nhà ngoại giao này cho biết, trong các tháng gần đây, Mỹ và các đồng minh NATO đã mở rộng việc cung cấp các loại vũ khí cho Ukraine, bao gồm xe tăng hạng nặng, trọng pháo và tên lửa hành trình tầm xa. Ông cũng đề cập chi tiết phương Tây đang đàm phán để cung cấp máy bay tiêm kích F-16 cho Kiev. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn quốc tế RIA Novosti của Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 5 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các kho đạn dược của Ukraine, đồng thời nêu rõ đã đạt được mục tiêu của cuộc tấn công, tất cả các cơ sở mục tiêu đều đã bị nhắm trúng. Qua đó, Moscow để ngỏ việc đối thoại với Kiev. Trước đó cùng ngày, giới chức quân sự Ukraine cũng xác nhận lực lượng Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích xuyên đêm nhằm vào Kiev, song nhấn mạnh tất cả tên lửa đã bị ngăn chặn và tiêu diệt. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc gặp tại Moscow ngày 26 tháng 5, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Ukraine, ông Lý Huy, đã thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Trước đó, ông Lý Huy đã có chuyến công du tới nhiều thủ đô của các nước châu Âu, bao gồm Kiev. Trong cuộc họp với các quan chức Liên minh châu Âu tại Brussels hôm 25 tháng 5, ông Lý Huy nhấn mạnh Trung Quốc luôn giữ vững lập trường khách quan và công bằng về vấn đề Ukraine, cũng như tích cực thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ngày 26 tháng 5, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông đã tái khẳng định sẵn sàng thiết lập các cuộc đàm phán hòa bình với cả hai bên tham chiến ở Ukraine. Trên mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo cánh tả Brazil nhấn mạnh, tôi nhắc lại sự sẵn sàng của Brazil cùng với Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc để đối thoại với cả hai bên của cuộc xung đột nhằm hướng tới hòa bình. Tổng thống Lula da Silva cho hay ông đã cảm ơn nhà lãnh đạo Nga về lời mời tham dự diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg nhưng từ chối tham dự vì ông không thể đến thăm Nga vào lúc này.
Trong khi đó, Điện Kremlin thông báo trong cuộc điện đàm trên, Tổng thống Putin xác nhận rằng Nga để ngỏ việc đối thoại về cuộc khủng hoảng Ukraine. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định, ngoài giúp các lực lượng của Nga phòng vệ, bắn hạ máy bay và tên lửa ở tầm xa và độ cao lớn, lá chắn rồng lửa S-400 dường như còn được sử dụng để tập kích các mục tiêu của Ukraine, một nhiệm vụ được xem là bất thường của tổ hợp này. Hệ thống phòng không tiên tiến S-400 của Nga được thiết kế để bắn hạ máy bay và tên lửa ở tầm xa và độ cao lớn. Tuy nhiên, theo Business Insider, tờ báo điện tử về doanh nghiệp, người nổi tiếng và các tin tức tài chính và kinh doanh Mỹ, các báo cáo ở hiện trường cho thấy Moscow dường như đã sử dụng S-400 để đánh chặn các rocket HIMARS do Mỹ sản xuất, hoặc thậm chí như một vũ khí để tập kích vào các mục tiêu của phía Kiev, một động thái được xem là khá bất thường. Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng chiến thuật này cho thấy không quân của Ukraine chưa đủ khả năng để ngăn cản Moscow, khiến Nga có thể dùng các tên lửa phòng không để tập kích mục tiêu đối phương. Trong khi đó, phía Ukraine cho rằng trải qua hơn 15 tháng chiến sự, Nga đã dường như cạn kiệt kho vũ khí tới mức họ phải tận dụng hỏa lực từ S-400. S-400 Triumph là hệ thống đất đối không di động tầm xa. Tên lửa đánh chặn S-400 có tầm bắn ước tính khoảng 400 km và đánh chặn được máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay không người lái. Đã có những báo cáo cho thấy Nga dường như sử dụng S-400 đánh chặn rocket HIMARS của Ukraine. Nếu xét theo nhiệm vụ của S-400 thì việc tổ hợp phòng không này đánh chặn hỏa lực của đối phương không phải là điều lạ thường. Theo Ian Williams, chuyên gia tại tổ chức CSIS của Mỹ, vấn đề là nằm ở chỗ đạn HIMARS bắn không phải là tên lửa mà là rocket dẫn đường bằng GPS với tầm bắn khoảng 80 km, ngắn hơn nhiều so với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Ông Williams tin rằng S-400 có thể đánh chặn rocket HIMARS nhưng không quá dễ dàng để làm nhiệm vụ này. Theo ông, việc Nga dùng tới S-400 để đánh chặn mục tiêu tầm tương đối gần như là rocket HIMARS có thể là dấu hiệu cho thấy Moscow đang đối phó với những thách thức với việc triển khai trận địa phòng không tại các khu vực mà họ kiểm soát. Nga đang kéo căng lực lượng dọc trên hơn 1.000 km tiền tuyến và việc đảm bảo an toàn cho những khu vực này đang đối mặt với thách thức trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị phản công. Ngoài ra, theo ông Williams, việc Nga sử dụng tên lửa phòng không như S-300 hay S-400 để tập kích Ukraine là động thái khác thường. Thứ nhất, tên lửa trên S-400 có đầu đạn nặng 181 kg, đủ sức công phá máy bay hoặc tên lửa đối phương. Tuy nhiên, con số này thực sự nhỏ bé nếu so với đầu đạn trên tên lửa hành trình KH-22 và khoảng hơn 900 kg. Dùng tên lửa S-400 tấn công mục tiêu mặt đất sẽ không tạo được sức công phá đủ lớn. Ngoài ra, theo ông Williams, tên lửa S-400 hoạt động rất hiệu quả với vai trò đất đối không, nhưng không thực sự quá chính xác khi tập kích đất đối đất. Vì vậy, việc Nga dùng dòng tên lửa phòng không này dường như để gây áp lực lên Ukraine hơn là để phá hủy mục tiêu. Nga nhiều lần bác bỏ giả thuyết rằng họ cạn kiệt tên lửa khi Moscow liên tục tuyên bố nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng cho chiến dịch quân sự. Tới nay, Nga vẫn đủ khả năng thực hiện chiến thuật mưa hỏa lực nhằm vào các mục tiêu của Ukraine.